Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Thì hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn về cách xác định hư hỏng liên quan tới cái quạt DC của máy điều hòa. Thì mình đã chia sẻ cho các bạn làm thế nào để chúng ta xác định được là cái bệnh của cái quạt DC này, quạt DC 5 giây là nó hư hỏng do cái quạt hay là do cái mạch điện điều khiển. Thế thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách mà khi mà chúng ta bị hư hỏng quạt, trường hợp cái mạch điện này thì nó đang bị hư hỏng cái quạt DC này. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách để chúng ta độ chế một cái quạt của hãng khác, không chính hãng, cho cái quạt hư hỏng này. Đấy, thế thì lý do vì sao mà chúng ta lại phải độ chế một cái quạt của hãng khác sang mà lại không sử dụng quạt chính hãng? Bởi vì có những cái lý do như sau. Vì thứ nhất là quạt chính hãng thì có thể là chúng ta chưa mua kịp. Thứ hai là chi phí nó cao. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng là trong phương pháp là chúng ta sẽ độ chế một cái quạt của hãng khác sang, đảm bảo là vẫn hoạt động tốt và đúng thiết kế, đúng công suất. Rồi thì trước khi mà chúng ta tiến hành độ chế một cái quạt khác hãng cho nhau thì chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì và quan tâm đến những vấn đề gì, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong video clip này. Rồi thì trước khi tiến hành độ chế quạt thì chúng ta sẽ lưu ý cho mình 3 vấn đề chính trước khi chúng ta tiến hành độ chế. Thì vấn đề đầu tiên, chúng ta phải để ý đến đó là cái quạt mà chúng ta định độ chế cho cái quạt hư hỏng là chúng ta phải là gì ạ? Vấn đề đầu tiên là chúng ta phải so sánh về cái kích thước, cái độ dày của cái quạt. Ví dụ các bạn so sánh cái độ dày của cái quạt cho mình, nó phải có sự tương đồng, đúng không ạ? Đấy là vấn đề thứ nhất, là về cái độ dày của cái quạt. Vấn đề thứ hai là các bạn phải để đến cái gì? Cái trục quạt. Vấn đề thứ hai là về cái trục quạt, là cái trục ngắn hay trục dài. Thì thực ra cái vấn đề trục ngắn hay trục dài ấy, thì nó rất là đơn giản. Thì nếu mà trục dài ấy, thì chúng ta có thể cắt bớt đi được. Còn mà cái trục ngắn ấy, thì chúng ta không thể cắt bớt nối thêm được. Thì thông thường thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình là cái trục dài thì có thể thay thế cho cái độ chế cho cái hàng hư hỏng là cái trục ngắn. Đây là cái quạt bên tay mình. Quạt mà có cái vệt đen đen này, là có cái băng đen đen này, là cái quạt đang bị hư hỏng. Thế giả sử bây giờ mình lấy cái quạt của hãng Panasonic, mình độ chế cho cái quạt này thì về độ dày là các bạn thấy là tương đồng, đúng không ạ? Về độ dày gần như là nó tương đồng, lắp vừa, tuy rằng nó chỉ hơi nhịn một tí nhưng lắp vừa các bạn nhé. Đấy là vấn đề về độ dày này. Vấn đề về cái trục quạt ấy, thì chúng ta có thể lấy cái loại trục dài để thay cho cái hư hỏng là trục ngắn, bởi vì chúng ta sẽ cắt bớt đi được. Nhưng nếu chúng ta ngược lại mà chúng ta lấy con trục ngắn này để lai chế cho cái trục dài là không được các bạn nhé. Là chúng ta không thể nối thêm trục được. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn là một là trục bằng nhau, hai là nó tương đồng bằng nhau, hai là nó dài hơn để chúng ta cắt bớt đi được. Thế thì có nhiều câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như chúng ta không cắt cái trục này đi thì có được không? Thì theo mình thì các bạn, nếu các bạn không khi mà lai độ chế một cái quạt trục dài cho cái đang hư hỏng là trục ngắn thì các bạn không cắt cũng vẫn được. Bởi vì phần trục này các bạn sẽ đưa thừa vào bên trong lòng của rô gió. Tuy nhiên là mình tư vấn các bạn nên cắt cho nó bằng. Đó, chúng ta dùng máy cắt chúng ta cắt đi. Tại vì cái phần thừa đó nếu các bạn để nó thừa vào trong đó thì lâu ngày sau này cái phần đấy nó bị rỉ. Thì việc chúng ta tháo cái quạt ra sau này rất là khó khăn. Đó, vì nó bị rỉ thì rất là khó khăn, đúng không ạ? Nếu như chúng ta cắt bằng thì cái phần thừa trong nó chỉ một tí tí thôi. Thì sau này nếu nó có bị xảy ra rỉ thì chúng ta sẽ xử lý rất là đơn giản để có thể nhấc được cái quạt ra. Rồi, đấy là vấn đề thứ nhất là về độ dày và trục quạt là chúng ta cần phải lưu ý, đúng không ạ? Lưu tâm. Vấn đề thứ hai chúng ta phải để ý đến hết sức quan trọng, đó là liên quan tới phần điện. Thì vấn đề thứ hai là chúng ta phải để ý xem là cái quạt hư hỏng và cái quạt chúng ta sắp độ chế thì nó có chạy cùng điện áp sử dụng hay không. Thí dụ nhưng cái quạt đang hư hỏng này người ta đang sử dụng điện áp là 310V DC. Đấy, thì cái quạt thay thế của chúng ta vào nó cũng phải tương đồng. Các bạn phải nhìn trên cái sơ đồ này, nó phải tương đồng. Đây, các bạn sẽ thấy kia DC 310V đúng không ạ? Thì nó khoảng tầm từ 280 cho đến 310V là đều dùng chung nhau rồi các bạn nhé. Đó, các bạn để ý đấy. Còn
Trong cái trường hợp mà có một số quạt người ta chạy điện áp 140 nó bị hư hỏng mà các bạn lấy cái 310V lai độ chế vào là không được, hoặc là cái quạt mà nó đang sử dụng điện 300V mà các bạn độ chế cái loại 140V vào là không dùng được các bạn nhé. Đó, vấn đề thứ hai là chúng ta phải để ý đến là cái điện áp sử dụng, điện áp chạy của cái quạt, của cái motor quạt đấy. Thế còn về chiều quay thì gần như các quạt nó người ta đã ghi chữ rotation ở đây rồi. Đấy là chiều quay theo hướng mũi tên, thì đa phần tất cả các quạt giật lạnh thì đa phần là lắp với đều quay theo cái chiều đó, thì gần như là cũng không mấy khi bị sai cả. Nhưng mà chúng ta cũng nên để ý. Đó, vấn đề thứ hai là vấn đề về điện áp sử dụng của cái quạt là rất quan trọng. Khi các bạn độ chế sai điện áp, chúng ta sẽ xảy ra hư hỏng. Đó là một cái điều hết sức đáng tiếc, nên chúng ta phải để ý kỹ những vấn đề đó. Thì các bạn cứ mấu chốt lại cho mình ba cái vấn đề cần lưu tâm. Thứ nhất là về kích thước, độ dày quạt và trục. Thứ hai là điện áp sử dụng. Và thứ ba là chúng ta phần quan trọng nhất đó là phần chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ đấu cái dây như thế nào để cho nó hoạt động đúng. Thế thì tất cả các hãng thì người ta đều thiết kế quạt 5 dây thì có 5 cái sợi dây và có nhiệm vụ làm việc là nó không thay đổi. Tuy nhiên nó chỉ thay đổi cái vị trí sắp xếp mà thôi và màu dây mà thôi. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải đấu đúng từng cái chân nhiệm vụ làm việc của nó thì nó mới hoạt động được đúng không ạ? Thế thì giả sử ở đây mình đang sử dụng cái quạt DC của hãng Samsung thì các bạn có thể dùng của hãng Pana hoặc là hãng LG để mà thay thế cho nhau, thay thế sang hãng Mitsu hoặc hãng khác cũng đều được. Rồi thì để làm được cái việc này thì đầu tiên là các bạn phải thứ nhất là cái quạt dùng để độ chế thì các bạn phải đọc được cái sơ đồ của nhà sản xuất người ta công bố ở đây. Đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Cái này nó hơi bị bóng một chút. Đây, dòng đầu tiên thì các bạn thấy thấy cho mình là chữ red đúng không ạ? Người ta ghi là chữ gì? VM 310V, tức là chân cấp nguồn dương đấy. Dòng thứ hai là dây black là màu đen. Tức là dây red là đỏ này. Là 310V. Black là dây màu đen, người ta ghi là GND. Như vậy đây là hai chân cấp nguồn. Như vậy chúng ta biết trong cái giác quạt này là hai cái dây là đen đỏ là dây cấp nguồn rồi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đọc cho mình. Dây tiếp theo là dây người ta ghi chữ Y, VCC 15V, tức là cái chân cấp nguồn cho mạch driver trong quạt hoạt động đó. Rồi dây tiếp theo là người ta ghi chữ Zero. Đấy, người ta ghi VSP 0 đến 6,6V. Đây chính là cái chân điều chỉnh cái tốc độ quay của cái motor quạt. Chân tiếp theo các bạn thấy ghi chữ Blue, tức là màu xanh dương. Người ta mở ngoặc ra ghi là dây gì? FG, tức là fly chân FG, tức là chân của cái gì sung hen. Chúng ta cứ tạm hiểu như vậy luôn. Đó thì các bạn biết là sơ đồ, đọc được sơ đồ của nhà sản xuất công bố cũng như là biết nhiệm vụ của từng chân để cái quạt mà chúng ta sắp độ chế vào là chúng ta phải thuộc được là gì, biết được cái nhiệm vụ của cái chân nó từng chân làm gì. Đó thì nếu bạn nào cẩn thận thì chúng ta có thể ghi ra một cái mảnh giấy, chúng ta ghi nhiệm vụ của từng dây ra. Đó, thực ra cái quạt sắp độ chế là chúng ta phải biết được là gì, nhiệm vụ của từng dây của nó đã. Rồi, tiếp theo là chúng ta cần phải biết là nhiệm vụ của các dây trên cái rắc cũ. Tại vì có một số hãng như hãng Sharp chẳng hạn thì cái dây nó không hề giống các màu dây như này bạn nhé, có thể có dây giống dây không. Đó, chính vì thế mà chúng ta cần phải xác định được là gì, là nhiệm vụ của từng cái dây làm việc thì chúng ta mới có thể độ chế cho nhau được. Thế thì làm nào để xác định được dây nào làm gì? Thì thông thường tất cả các hãng sản xuất thì ba cái dây đầu tiên ấy, đó là dây cấp nguồn, dây 300V này, dây mát GND và dây 15V là họ không thay đổi vị trí. Thường là người ta sẽ để giống nhau. Đó. Thế thì nếu không nhà sản xuất người ta không có để thì các bạn có thể đo trực tiếp ở trên cái mạch đang bị hư hỏng như này, chúng ta cấp nguồn vào chúng ta đo. Đó, thì các bạn cũng sẽ biết được là gì. Cái dây nào là dây cấp nguồn âm dương, vì dây cấp nguồn âm dương thường thông với tụ lọc nguồn. Đó. Thế thì từ cái chân GND đó chúng ta sẽ đo sang cái chân bên cạnh. Dây nào có 15V thì là chúng ta biết, chúng ta ghi ra giấy đúng không ạ? Rồi thì là gì? Để xác định được còn lại hai dây duy nhất mà chúng ta sẽ chưa xác định đó là gì? Cái dây điều chỉnh tốc độ và dây phản hồi sung hen thì mình đã chia sẻ các bạn rồi. Nếu chúng ta bật mạch điện lên mà chúng ta bấm, chúng ta đo, chúng ta thấy cái chân nào mà nó cứ tăng cái điện áp dần dần thì chân đấy chính là chân điều chỉnh tốc độ và chân còn lại là chân sung hen. Rất là nhiều cách.
Thí dụ cái quạt đang bị hư hỏng, chúng ta không cắm vào mạch điện được, mình sẽ đo trực tiếp ở mạch cho các bạn xem. Rồi đây, giả sử trong trường hợp là cái quạt này thì các bạn thấy nhà sản xuất người ta không có ghi cái sơ đồ đúng không ạ? Một số hãng người ta không có đề cái sơ đồ. Thì các bạn thấy nó trắng trơn như này, nhiều một số bạn chưa làm quen thì chúng ta cũng rất là khó khăn. Thế thì cái quạt này thì nó lại hỏng mất rồi, thì mình không thể chạy thử lên để kiểm tra được, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ đo cái nhiệm vụ để chúng ta xác định cái nhiệm vụ của từng cái dây cắm vào trong cái giắc cắm này của nó. Đầu tiên các bạn sẽ cấp điện cho mạch điện cho mình. Được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ dùng thang 1000 V DC, chúng ta sẽ đo hai cái chân cắm xa nhất này thì các bạn đo cho mình, các bạn đo vào các bạn sẽ xem là cái điện áp nó là bao nhiêu vôn. Điện áp đây là khoảng gì? 300 V, hơn 300 V một chút. Thì như vậy chúng ta xác định được là gì? Thứ nhất là quạt này sử dụng điện 300 V, thứ hai là hai cái chân đó là chân cấp nguồn VC. Tiếp theo chúng ta sẽ đo cho mình từ cái chân GND đó. Chúng ta sẽ đo cho mình các cái chân tiếp theo. Các bạn đo vào chân nào mà nó có điện luôn hoặc là bật máy lên nó có điện. Đây ví dụ giả sử mình bật máy lên mà nó có 15 V. Đấy, mình bật máy lên mà các bạn đo vào nó có 15 V. Nếu các bạn có điều khiển, chúng ta bật điều khiển thì tốt hơn. Chúng ta bật chức năng auto này thì nhiều khi nó thì không chạy ngay. Các bạn đo vào cho mình chân nào có 15 V là chân đấy là chân là cái chân mà sẽ cấp nguồn cho cái khối driver trong cái mạch quạt hoạt động. Rồi. Các bạn đo phải cái chân nào mà chúng ta bật máy lên mà nó thay đổi điện áp thì chân đó là gì? Đây, mình đo lại cho các bạn xem này. Mình để thang 10 V DC này. Mình bật máy lên mà các bạn đo cho mình xem cái chân nào mà nó có điện áp nó cứ tăng dần. Đấy các bạn nhìn được kim đồng hồ nó cứ lên dần. Thì chân đấy gọi là chân gì? Chân đấy là cái chân mà người ta gọi là chân điều chỉnh tốc độ quay của motor quạt. Đấy các bạn thấy là nó cứ lên dần, lên dần, lên dần. Rồi. Thế còn chân sung hen thì khi các bạn không cắm quạt thì chúng ta đo nó sẽ không có sự thay đổi. Rồi, thì sau khi chúng ta đã xác định được rõ nhiệm vụ của từng cái dây của hai cái quạt, một cái quạt hỏng và một cái quạt chuẩn bị để độ chế cho nhau rồi, thì chúng ta đã xác định được cái nhiệm vụ của từng dây rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành đấu theo đúng cái nhiệm vụ của nó. Thì ở đây thì cái quạt hư hỏng là cái quạt có cái dây dài nhất này, không có thông số, thì mình sẽ sử dụng cái quạt của hãng Samsung để mình lắp sang. Thực ra mình lắp quạt nào cũng được, quạt Pana cũng được. Quạt Pana thì cái vị trí cái dây nó gì nó hơi khác một chút, thì chúng ta sẽ hơn nữa quạt Pana này thì nó cũng có sơ đồ ở đây. Đây giả sử nếu các bạn sử dụng quạt Pana để độ chế thì các bạn sẽ nhìn thấy sơ đồ ở đây, nó ngược rồi. Các bạn nhìn này, theo như cái sơ đồ ở đây thì các bạn thấy quạt Pana, nếu các bạn sử dụng quạt Pana thì dây đầu tiên là Blue, là FG, là các bạn biết là dây này là của súng hen rồi đúng không? Dây Red thì các bạn thấy ghi chữ VM, DC 310V là dây cấp nguồn dương rồi, dương 300V rồi. Dây White là VCC, DC 15V, đấy. Yellow, dây vàng là VSP là các bạn thấy là gì? Từ 0 đến 6,6V. Đúng không ạ? 6,5V. Còn dây Black là dây GND. Như vậy là chúng ta có dây đỏ, dây đen là dây cấp nguồn, dây trắng là dây cấp nguồn cho khối driver, dây vàng là dây điều chỉnh tốc độ, và dây xanh là dây sung hen. Thì các bạn khi đã biết nhiệm vụ nó rồi thì các bạn lai chế bất kỳ hãng nào vào cho nó đều được. Nếu các bạn sử dụng quạt Pana thì chúng ta cũng sẽ đấu đúng nhiệm vụ của chân như vậy cho cái quạt bị hư hỏng. Còn nếu mà các bạn sử dụng quạt hãng khác thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là ta sẽ dùng cái quạt của hãng Samsung này để mình thay thế cho cái quạt này. Tại vì quạt Pana thì mình cũng hay thường xuyên sửa chữa cho máy, cho nên mình không muốn cắt dây của nó đi. Thì vì cái dây này một cái là giắc to, một cái giắc nhỏ, chúng ta sẽ phải cắt dây. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành đấu nối cho nó, rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái kết quả của nó. Thì trước khi đi vào độ chế thì các bạn nào mà chúng ta mới làm, chúng ta chưa thành thạo thì các bạn hãy nên vẽ ra ngoài giấy cho mình là cái quạt, ví dụ như là cái quạt tốt,
Các bạn ghi sơ đồ quạt tốt vào thì các bạn ghi cho mình ở các cái vị trí chân cắm tương tự như mình đang viết ở đây. Thì những bạn nào mà chúng ta mới làm, ta nên làm như vậy cho cẩn thận để tránh bị nhầm lẫn. Còn khi các bạn làm quen rồi thì chúng ta nhìn vào là chúng ta đã biết rồi. Thì các bạn sẽ ghi cho mình là quạt tốt thì cái dây màu gì. Ví dụ mình ghi ở đây là quạt tốt, cái giác cắm vị trí nó như thế này. Thì dây màu đỏ mình ghi là 300V này, màu đen là GND, màu trắng là 15V, màu vàng từ 0 đến 6,6V này. Dây xanh là FG này, thì đây mình ghi là quạt tốt. Thì còn cái quạt bị hỏng thì các bạn cũng sẽ ghi cho mình một cái vị trí giác cắm của nó ra, rồi sau đó chúng ta sẽ mới tiến hành đấu nối. Thì cái quạt hỏng này thì nó cũng có vị trí tương tự, dây đỏ là 300, đen là GND, trắng là như này, vàng là 0 đến 6,5V, xanh là FG. Thì rất may trong trường hợp này là hai cái quạt này là cái gì? Cái giác cắm và màu dây nó rất là giống nhau. Thì chúng ta chỉ việc là gì? Dây nào nối dây màu nào nối cho dây màu đó. Thì chúng ta sẽ nối thẳng luôn, dây màu nào cho dây màu đó là ok. Còn trong trường hợp mà cái dây nó khác màu thì khi chúng ta đã viết được ra như này rồi thì có thể là gì? Ba cái dây đầu là nó gì? Chúng ta sẽ nối thẳng bởi vì nó giống nhau. Thì còn hai cái dây này thì nó không đúng vị trí thì chúng ta sẽ nối chéo cho nhau. Thí dụ chúng ta sử dụng cái quạt Pana như này. Nếu chúng ta dùng quạt Pana để chúng ta lai chế cho con máy này thì đương nhiên là chúng ta sẽ là gì? Cái dây cái vị trí nó khác, nhiệm vụ nó giống nhau thì chúng ta sẽ phải nối chéo. Nó chỉ là khác nhau về vị trí đặt dây thôi, còn cái nhiệm vụ của dây là giống nhau thì chúng ta sẽ phải nối chéo hai cái dây xanh với dây vàng cho nhau. Tại vì trong cái giác quạt Pana ấy, thì cái vị trí dây cuối cùng nó là dây màu vàng không phải dây màu xanh các bạn nhé. Đây, mình chia sẻ luôn cho các bạn. Thì đối với quạt Pana ấy, thì cái vị trí dây đỏ này các bạn thấy này, dây đen này, dây xanh này, dây trắng này. Đấy, thì là ba cái dây đầu là rất là giống nhau đúng không ạ? So với cái quạt hỏng đúng không ạ? Nhưng mà hai cái dây cuối này thì nó là gì? Nó là dây xanh trước rồi đến dây vàng sau, thì chúng ta chỉ việc là gì? Chúng ta chỉ việc nối chéo hai cái dây cho nhau, nối chéo vị trí thôi. Còn tất nhiên là về màu dây thì nó vẫn là giống nhau, nhưng mà chúng ta chỉ cần là gì? Để chéo cái vị trí đi là được. Còn ví dụ dây xanh vẫn phải là nối với dây xanh các bạn nhé, vàng vẫn là vàng, phải đúng nhiệm vụ của dây. Thì chỉ là khác nhau vị trí sắp xếp dây thôi. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành đấu nối cái hai cái quạt này cho các bạn tham khảo. Rồi sau khi mình đã nối dây cái quạt cần thay thế cho quạt hư hỏng thì mình sẽ tiến hành cắm thử. Đây là cái quạt hư hỏng các bạn nhé, mình đã cắt dây mình nối sang. Sau đây mình sẽ tiến hành chạy thử cái quạt mới. Nhân đất mấy cái dây rồi. Rồi, các bạn thấy là chạy rất là ok đúng không ạ? Việc còn lại chúng ta là lắp vào máy cho khách hàng là ok thôi. Rồi, như vậy là vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn toàn bộ về cái việc chúng ta khi chúng ta sửa chữa, chúng ta phải thay thế cái quạt khác hãng cho cái quạt đang bị hư hỏng thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những vấn đề gì. Thì sau khi hướng dẫn các bạn xong, mình đã trực tiếp thay thế cái quạt của hãng Samsung cho cái hãng quạt của cái máy Hitachi này. Thì hiện tại thì máy đã chạy ok và mạch điện là chạy ok, không có vấn đề gì cả. Thì mình xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ làm thành công khi gặp phải những cái trường hợp tương tự như này. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.